Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với những ngữ hoa sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nha. Cô có hình ảnh của anh A và anh B. Và bạn A đang hát và bạn B vỗ tay khen là bạn A hát hay. Chúng ta có câu tiếng Nhật là A-san wa uta ga sozu desu. Câu này có nghĩa là bạn A thì hát hay. Hay. Ngược lại với bạn A, chúng ta có hình ảnh của anh Yamada. Anh Yamada cũng đang hát, nhưng mà anh ấy hát dở, mọi người nghe không nổi giọng hát của anh ấy. Chúng ta có câu tiếng Nhật là Yamada-san wa uta ga heta desu. Anh Yamada thì hát dở. Hay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về tính từ zozu desu và heta desu. Cô có một cấu trúc ngữ pháp như sau. Danh từ đi với trợ từ gá, kèm theo zozu desu hoặc là heta desu, có nghĩa là giỏi hay là dở cái gì đó. Zozu là giỏi, heta là dở. Dùng khi nói giỏi hay dở cái gì đó thì đi chung với trợ từ gá. Và zozu và heta là tính từ đuôi na, nên phủ định sẽ là zozu jarimasen, không giỏi, và heta jarimasen, không dở. Để hiểu hơn về cấu trúc ngữ pháp này, các bạn hãy cùng cô đến với ví dụ sau đây. Rồi, cô có hình ảnh của anh Yamada. Anh Yamada mặc dù hát dở, nhưng anh ấy lại giỏi môn tennis. Chúng ta có danh từ tennis sẽ là tennis. Này, giỏi tennis sẽ là tennis ga zozu desu. Này, Yamada-san wa tennis ga zozu desu. Anh Yamada thì giỏi chơi tennis. Rồi, tiếp theo cô có hình ảnh của bạn A. Bạn A không chỉ hát hay mà còn vẽ giỏi, giỏi vẽ tranh. Đây, chúng ta có hình có danh từ tranh sẽ là e. Này, giỏi vẽ tranh là e ga zozu desu. Ai san wa e ga zozu desu. Bạn A thì giỏi vẽ tranh. Hay. Tiếp theo cô có hình ảnh của anh Wato. Anh Wato mặc dù là người nước ngoài nhưng anh ấy nói tiếng Nhật rất trôi chảy. Và anh ấy được người Nhật khen rằng giỏi tiếng Nhật. Anh Wato thì giỏi tiếng Nhật. Này, tiếng Nhật sẽ là Nihongo. Giỏi tiếng Nhật sẽ là Nihongo ga zozu desu. Wato-san wa Nihongo ga zozu desu. Này, anh Wato thì giỏi tiếng Nhật. Hay, đó là giỏi. Vậy dở thì sao? Chúng ta có hình ảnh của bạn Taro. Bạn Taro không giỏi môn tennis. Chúng ta sẽ nói là Taro-san wa tennis ga zozu jarimasen. Hoặc chúng ta có thể nói thẳng là Taro-san wa tennis ga heta desu. Bạn Taro thì dở môn tennis luôn. Này, các bạn đã nắm được chưa nào? Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Ja, mata kondo onegai shimasu. Arigatou gozaimashita.